trying to put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Really point to just to hurt them. All red lamps to tease them. Hiện nay ở Hàm Đỏ đang rất là nhộn nhịp và náo nhiệt để chào đón mọi người. Và hôm nay thì anh đang mặc một bộ trang phục của Thiết kế Vũ Thu Phương, một cô em cùng với nghề người mẫu thì rất là lâu năm rồi. Và Thiết Hạnh cũng như Hằng sẽ cùng đến đây để ủng hộ Thu Phương. Em Mai đang mặc trên mình một trang phục của I Hate Fashion. Và Mai cảm thấy những trang phục của I Hate Fashion bằng cách nào đấy rất hợp với Phương Mai và giúp cho Phương Mai thể hiện được những cá tính rất riêng của mình. Look what you've done. You're a pretty little star boy. Look what you've done. Không hề giảm nhiệt so với hôm đầu tiên. Và Ngọc Anh thấy không khí và giới trẻ Việt Nam ngày càng thích thú hơn với thời trang. Và đấy là một cái điều tốt cho làng nghề. Thật sự thì khi Ngân vừa bước ra thêm đỏ của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thì hôm nay có rất là nhiều nhà báo, phóng viên, báo chí rồi rất là nhiều người nổi tiếng. Thì Ngân thật sự là khi mà được đọc tên đi lên thì rất là vui. Với lại bữa nay được mượn được cái vương miện đeo một bộ đầm dạ hội thật là đẹp của anh nhà thiết kế Lê Long Dũng. Và nó là có thêm niềm tin để thời gian trả lời. Không biết là cái phong cách ăn mặc của mình có bị lạc loài không? Tại vì mình thấy các anh chị đa số đều là mặc váy dạ hội với những thiết kế rất là sang trọng và táo bạo. Thì với trang phục rất là truyền thống và cổ trang như thế này thì Duy hy vọng rằng sẽ được sự ủng hộ. Bởi vì cũng sắp đến ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, thành ra Duy muốn mang đến những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc qua trang phục của mình, đó là chiếc áo dài cùng với mái tóc dài tha thước. Đến với tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam lần này thì Menard mang một cái bộ trang điểm, đó là người tình trang sức Juvia, đến với toàn bộ các slot cũng như các layout cho tuần lễ thời trang. Ngoài ra thì nhãn hàng mỹ phẩm Menard cũng dành tặng cho tất cả những khán giả tham dự một cái phần quà rất là bất ngờ, lên đến 15 triệu đồng. Chỉ cần các bạn check in wifi thì đều sẽ có cơ hội nhận được. Đây cũng là những cái món quà mà ban tổ chức cũng mới dành cho các bạn. Thì mình mặc thiết kế của Vũ Thu Phương. Đây là một thiết kế mang tính ứng dụng rất là cao và mình luôn luôn thích những bộ thiết kế mang ứng dụng của Vũ Thu Phương, bởi vì chất liệu, kiểu dáng mặc rất là tiện lợi. Vũ Thu Phương sẽ luôn luôn tiên phong trong lĩnh vực thời trang, bởi vì đấy là một cái đam mê cháy bỏng của bạn từ khi còn bé, và hy vọng rằng là bạn sẽ làm rất nhiều những sản phẩm đến để lại cho những người yêu thời trang đam mê và càng ngày càng thành công hơn nữa. Thì chỉ còn ít phút nữa thôi thì ngày thứ 3 của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam sẽ bắt đầu, thì chúng ta hãy đi vào trong và xem show thôi. Ngày hôm nay là lần đầu tiên mà Hen tham dự ngồi hàng ghế dự show, và cũng là lần đầu tiên mà tham dự show của nhà thiết kế Bảo Bảo. Hen kính chúc cho show diễn của Việt Nam International Fashion Week Slot 2 không chỉ riêng là nhà thiết kế Bảo Bảo mà là toàn show sẽ là thành công rực rỡ. Đây là lần đầu tiên mà Phương đến với lại Fashion Week. Không khí rất là vui. Phương là con gái mà cho nên cái gì mà về thời trang về cũng mới làm đẹp lắm. Hơn nữa thì hôm nay là một cái ngày đặc biệt của người anh Phương, nhà thiết kế Bảo Bảo. Đối với Phương thì anh ấy là một người rất là tuyệt vời, đã luôn dẫn dắt Phương từ những ngày đầu tiên khi mình mới nhập chuẩn vào nghề. Và không giải phúc hơn khi hôm nay được cái áo dài của anh, được xem show của anh. Và Phương biết hôm nay anh đã rất là hồi hộp. Nhưng mà Bảo Bảo ơi, anh em tin là anh sẽ thành công. Và hôm nay không khí thì được tổ chức ở nhà thi đấu Nguyễn Du này thì mình cảm thấy rất là, phải nói là rất là hoành tráng. Tại vì đã xem thời trang rồi á, thì mấy năm trước nó bị hạn chế, không hơi nhỏ. Năm nay thì mình nhìn khung cảnh xung quanh, thứ nhất là sàn diễn là rộng, thứ hai là mọi người được xem rất là đông.